là một dạng checklist, tức là lập ra những danh sách cần phải làm, đúng không? Hoặc là các template, tức là cung cấp những cái giao diện mà có sẵn cho, có thể là cho việc làm CV, cho làm PowerPoint, cho làm Excel. Mọi người cũng rất là thích những cái định dạng và những cái nội dung mà mình cung cấp như thế này. Hoặc là một dạng nữa là dạng ebook, tức là những cái cuốn sách điện tử, những file tài liệu, những document đó, rất nhiều người ta có thể làm. Hoặc là e-magazine, tức là những cái tạp chí trực tuyến. Ví dụ thầy Phan Anh có thể sản xuất ra tạp chí thương mại điện tử hoặc là tạp chí marketing điện tử trực tuyến hàng tháng, có một số và cho phép download free, cũng rất là hay. Audiobook cũng là một dạng các bạn có thể suy nghĩ về phát triển, ví dụ như là về thiền này, hoặc là về giáo dục cho con trẻ này, hoặc là các bạn thấy là thầy Phan Anh đang làm video book, tức là các khóa học video này bản chất nó chính là video book, rất là hay, đúng không? Các bạn cũng có thể làm white paper, tức là dạng sách trắng. White paper mình có thể dịch ra là sách trắng. Ở Việt Nam thì hoặc là nước ngoài nó hay có sách trắng về quân sự, sách trắng về động vật hoang dã, vân vân, đúng không? Các cái định dạng infographic, tức là những cái dạng hình ảnh mà rất là hay, rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn hình minh họa để các bạn tưởng tượng ra. Đấy. Rồi thì dạng data visual, tức là mình thể hiện cái dữ liệu dưới cái dạng những cái hình thức trực quan, rất là hay. Hoặc là thông qua các bảng biểu đồ thị, các cái định dạng đồ họa, poster này kia cũng rất là đẹp. Hoặc là hình thức ảnh là photography, chúng ta chụp ảnh. Thì bản thân thầy Phan Anh cũng là một người mà cũng rất là đam mê chụp ảnh. Nếu không tin, mọi người có thể vào Facebook cá nhân của tôi xem, có rất là nhiều ảnh đẹp. Tôi đi du lịch nhiều, tôi cũng hay mang máy ảnh đi chụp. Thì bản thân các bức ảnh đẹp thì cũng là một cái định dạng, một cái định dạng và cũng là một cái chủ đề rất là hot, đúng không? Đặc biệt là cái mình gọi là mimi, hay còn gọi ở Việt Nam hay gọi là ảnh chế. Thì ảnh chế cũng là một cái loại nội dung mà rất là hot ở trên internet hiện nay, đúng không? Những cái ảnh mà người ta có thể đưa lên comment, đưa lên tường, gửi cho nhau rất là vui. Một cái định dạng nữa, hay là một cái nội dung nữa, chủ đề nữa mà tôi nghĩ rất là tuyệt vời nếu mà chúng ta làm được, đấy là các cái truyện tranh. Đấy, là comics and cartoon. Chẳng hạn như là các bạn thấy những cái bộ phim bom tấn của Marvel hay là của Universal thì thường là được chuyển thể từ các cái bộ truyện tranh. Truyện tranh có một sức hút rất lớn, đúng không ạ? Truyện tranh dành cho trẻ em, truyện tranh dành cho người lớn, vân vân, có thể làm. Đấy là một cái dạng cũng rất là ok. Thế còn cái loại mà sách tiểu thuyết hay là cái này cái kia thì cũng là một cái định dạng nội dung hoặc là một cái chủ đề mà tôi nghĩ rất là thú vị. Screenshot, tức là mình chụp các cái màn hình, feedback của khách hàng cũng rất là tốt, cũng là một cái loại nội dung mà chúng ta có thể làm. Hoặc là animate GIF, tức là những cái ảnh động, cũng là một cái dạng rất là tốt. Đấy, ảnh đồ họa dạng vector và cung cấp rất nhiều các cái nội dung ảnh vector cũng rất là tuyệt vời. Một trong những cái nội dung mà chúng ta thường bỏ qua bây giờ chính là những cái bức ảnh hoặc là những cái video mình quay lại, cái mình chụp lại cái một cái bản mình viết bằng tay. Thí dụ như vừa rồi cái vụ ly hôn nghìn tỷ đấy thì người ta truyền nhau những cái bức thư của người chồng gửi cho người vợ, và đấy cũng là một nội dung mà tôi đánh giá rất là cao, rất là đặc sắc trong cái bối cảnh như vậy. Đấy, những cái bài note hoặc là những cái sơ đồ brainstorming hay là mind map, sơ đồ cây đấy cũng rất là tốt, đúng không? Rồi thì những cái vấn đề các khóa học, các cái chỉ dẫn về dạng video hoặc là dạng text, dạng hình ảnh, những cái chương trình hoặc những chứng chỉ, chứng nhận rất là ok, đúng không? Thư hàng ngày, newsletter. Rồi thì chúng ta cũng có thể là gì ạ? Làm các cái buổi họp báo, những cái buổi thông báo về những cái vấn đề tình hình của doanh nghiệp, của những người nổi tiếng, hoặc là những cái định dạng như là mình vote, mình poll, rồi mình làm survey, tức là những cái định dạng là vote ở đây, tức là dịch ra tiếng Việt, tức là chúng ta biểu quyết, đúng không? Poll là chúng ta cho ý kiến, và survey là gì ạ? Chúng ta khảo sát, điều tra. Thì đấy cũng là những cái chủ đề mà các bạn có thể làm.
hoặc là game, mini quiz game, những cái trò chơi vui, những cái trò chơi tương tác, đúng không? Rồi thì các loại app cho điện thoại, app nội dung số cũng rất là tốt. Contest tức là những cái dạng cuộc thi, chúng ta cũng có thể làm những cái dạng contest như vậy rất là hay. Hay là challenge tức là chúng ta có thể tổ chức ra những cái thử thách. Thì ví dụ như ở trên mạng nó có rất nhiều các thử thách, kể cả thử thách dội nước đá này, và rất là nhiều người nổi tiếng tham gia như là David Beckham hay là những cái ngôi sao showbiz của Hollywood, người ta cũng tham gia cũng rất là tốt. Đấy là một cái dạng challenge rất là hay. Đấy. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể là làm các bản báo cáo dưới dạng report, đúng không ạ? Brochure tức là những cái ấn phẩm nội dung dạng ebook hoặc là dạng print tức là dạng in ấn về sản phẩm và doanh nghiệp, catalog đấy, tờ rơi đúng không, webinar, livestream, các cái virtual event hoặc là các cái lớp học ảo đấy rất là hay, hoặc là hội thảo trực tuyến, workshop trực tuyến, rồi thì chúng ta tổ chức các chương trình hội thảo, chương trình trình bày dưới các cái dạng là video, slide phim hoặc là các cái định dạng podcast liên quan đến audio, live chat liên quan đến việc là chúng ta trò chuyện trực tuyến, đúng không? Làm vlog hoặc là viết blog cũng là một cái cách rất là hay. Audio post tức là chúng ta có thể là nói, tạo ra cái audio và chúng ta đưa lên cái audio dưới dạng là chúng ta không viết mà chúng ta nói, đấy nó gọi là audio post. Hoặc là gallery tức là cái series ảnh, photo gallery, series ảnh, album ảnh cũng ok, đúng không? Hoặc là các cái thư viện về sách, thư viện về ảnh, thư viện về nội dung, đấy cũng là một cái ý tưởng, một cái chủ đề mà các bạn có thể làm cho cái nội dung số của mình trở nên hấp dẫn. Thế rồi thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể tạo ra cái xu thế là UGC tức là User Created Content, tức là người dùng tự tạo ra nội dung số bằng cách là khuyến khích họ, trao thưởng cho họ để họ viết bài, và sau đó thì mình dùng chính những cái bài đấy, đúng không? Mình dùng chính những cái bài đấy để mình làm nội dung cho mình. Đấy. Hoặc là mình cũng có thể tạo ra các forum hoặc là các cái wiki. Wiki ở đây mình có thể hiểu đấy là các cái từ điển ở trực tuyến ở trên mạng do rất nhiều người phát hành. Thì đấy cũng là một cái rất là hay. Hoặc là mình cũng có thể tung ra những chương trình là Ask me anything, tức là hãy hỏi tôi tất cả mọi thứ. Hoặc là khách hàng hỏi, thương hiệu trả lời. Coca-Cola nó cũng có một series rất là hay như vậy. Hoặc là McDonald's cũng có một cái series như vậy. Khách hàng hỏi và McDonald's trả lời. Ask me anything. Đó cũng là những cái định hướng rất là tốt về về content, đúng không? Thế rồi thì chúng ta cũng có thể làm các cái dạng long form, kết hợp giữa text, video, hình ảnh vào để làm các cái định dạng về video, rất là nhiều các định dạng khác nhau. Phỏng vấn cũng có rất nhiều các định dạng khác nhau. Infographic cũng có rất nhiều định dạng khác nhau. Đặc biệt là có cả cái mảng bản đồ nữa. Bản đồ cũng là một cái nội dung rất là hay mà các bạn nên làm. Các cái biểu đồ, bảng biểu cũng là một nội dung tốt các bạn có thể làm. Đấy thì tôi cũng liệt kê cho các bạn rất là nhiều những cái cách thức để các bạn có thể có suy nghĩ về các cái chủ đề, về các cái loại hình mà các bạn có thể làm content, để mà các bạn có thể tha hồ bơi trong cái ý tưởng như vậy. Tôi cũng không biết là bao nhiêu rồi nhưng tôi nghĩ nó cũng phải đến 70-80 cái chủ đề, cái gợi ý cho các anh chị và các bạn làm content marketing rồi, đúng không? Thì từ đó chúng ta sẽ kết hợp thêm về ý tưởng, về nội dung, về quy cách và cách thức chúng ta sản xuất ra nó. Thì chúng ta sẽ, tôi tin rằng là sẽ giúp cho các bạn được ít nhiều trong công việc và trong cái quá trình kinh doanh của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Và nếu như các anh chị và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, có yêu cầu nào thì xin vui lòng liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com, facebook.com/phananhonline. Các bạn có thể tìm ô tìm kiếm trên Facebook từ khóa Phan Anh Online, viết liền Phan Anh là tên tôi nhé, Phan Anh Online. Ok, xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Cảm ơn, bye bye.